không trên vỏ trứng này thì vỏ trứng quá mong manh dễ bể, thì cái điều thứ nhất á, thì người làm là phải tập trung cao độ, cái gì kiên nhẫn một chút, rồi đừng có quá nóng tính, làm cái gì mà nhanh một chút hay là đang bận công chuyện gì làm không nên thì nó dễ bể sản phẩm. Mình nghĩ mình làm công việc xong rồi đánh ra mình vô mình làm một chút chứ không có cái gì mà gấp. Khi một ngày với bao bận rộn đã qua, khi màn đêm buông xuống đầy cả thành phố chìm vào giấc ngủ, thì người đàn ông này thức với một tâm hồn thảnh thơi, nhẹ nhàng thinh không để sáng tạo. Chẳng ai dạy, chỉ là ông thấy hay, thích, rồi tự tìm hiểu trên mạng và bỏ nhiều thời gian ngồi sáng tác. Vài năm, giờ những kinh nghiệm tạo hình từ loại vật liệu này đủ để ông là thầy của nhiều người đến xin học. Chỉ cho người có cùng sở thích từ vỏ trứng để họ sáng tác là thú vui của ông, bởi nghệ thuật là cho mọi người. Màn đêm chừa một khoảng nhỏ đủ để ông đi những đường nét uốn lượn trên vỏ trứng. Mỗi tác phẩm, tùy vào độ khó và ý tưởng thể hiện mà thời gian hoàn thành lâu hay nhanh. Lâu chưa hẳn đã đẹp, và nhanh chưa chắc đã là sơ sài, mà tất cả phụ thuộc vào sự thăng hoa. Nghệ thuật vốn không có biên giới, và khi đã toàn tâm toàn ý vào những đường nét ấy, có khi chỉ vài tiếng đồng hồ, hôm sau ông đã có tác phẩm mới để ngắm nhìn, để thích thú, để nghiệm ra những điều mới mẻ trên chất liệu. Vỏ trứng càng nhỏ thì càng mỏng và ngược lại. Nhưng mỏng không hẳn đã là khó thực hiện và dày chưa chắc là dễ. Tùy vào vỏ trứng, chim cút hay gà ta, đà điểu hay cá sấu mà ông có những ý tưởng tạo hình phù hợp. Sau những nét vẽ phác thảo là công đoạn cắt bỏ, khoan lỗ. Nói vậy chứ đó là kinh nghiệm tích lũy của người cầm máy. Không phải cứ tô theo đường vẽ đó là được, mà cái nào trước, cái nào sau. Nếu không, thất bại là điều hiển nhiên. Vậy nên tác phẩm tạo hình từ vỏ trứng có giá trị riêng của nó. Đó là sự kết hợp giữa ý tưởng và chất liệu. Những cái đường cong của trứng á, khi mà mình thiết kế theo những cái đường cong nó vô có những hình rất hay, vòng tròn nó tiếp xúc với vòng tròn thì nó sẽ quay đều nó vô tận thôi, rồi có những cái đường thẳng ô vuông, còn thôi thì mình làm theo những cái chủ đề hoa văn, thậm chí những cái kiến trúc cảnh chẳng hạn như chùa Một Cột, chùa Thiên Bộ mình có thể đưa vào vỏ trứng nữa, còn thôi là những cảnh đồng quê. Nó nguyên một cái cảnh vùng quê, chú bé chăn trâu, rồi xa xa thì là đồng ruộng, rồi mái nhà, rồi hàng cây, đi sông ngoài thuyền mình đưa vô cũng được hết. Ý tưởng nào mình đưa vô ăn thôi, rồi mình thiết kế mình vẽ cho nó phù hợp thôi. Cảnh nào xa thì có thể là mình đưa như hội họa, mình biết một chút hội họa mình đưa vô trứng là rất dễ. Là thầy của nhiều nghệ nhân đang sáng tác bằng chất liệu này, ông vui vì mình đã truyền được kinh nghiệm và niềm đam mê cho họ.
Mỗi ngày, ông cũng như bao người khác, cuốn đi trong dòng đời xuôi ngược. Tối về, rũ bỏ những lo toan thường nhật ngoài phố, thảnh thơi ngồi vào góc nhỏ này, thư giãn bên vỏ trứng. Cách giải trí của mỗi người đều khác nhau. Trò vui của ông có thể kiếm ra nhiều tiền ở cái thành phố đông đúc này. Nhưng không, bán rồi, làm gì có cái thứ hai mà ngắm, mà vui. Những dòng nhạc kia quay vòng theo vỏ trứng. Nó tuy không cất lên âm thanh, nhưng trong phố đêm, một góc nhỏ vừa đủ soi tỏ những đường nét. Dòng nhạc ấy ngân lên nhẹ nhẹ. Ấy là tiếng lòng của người đang tạo ra vẻ đẹp mong manh, đầy đam mê.